Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft vua hải tặc. Và ở tập trước á, thì mình đã có một chuyến đi mai và rất là may mắn khi mình đã tìm được những cái quặng super kim cương và nung ra được rất là nhiều những viên kim cương nè. Bên cạnh đó còn có vàng cũng như là sắt nữa. Ngoài ra thì trong rương khoáng sản của mình vẫn còn một vài loại quặng mà mình chưa có nung ra. Thế nên á, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nung nó ra nhá. Chẳng hạn như là lưu ly nè, một lần nung lưu ly như vậy thì mình sẽ được tới 32 lần á, cực kỳ nhiều luôn. Để coi có đúng như vậy không nhá. Ui thiệt nè. Nung một lần là được 32 lần luôn, vậy là nung hai lần là mình được một stack rồi. Trời ơi, nhiều dữ vậy rồi sao mà chưa hết đây. Thôi bên đây thì mình sẽ nung mấy cái quặng bạc đi. Kế bên là quặng tin nhá. Và cuối cùng là quặng redstone. Để sắp tới mình còn có cái mà sử dụng nữa. Than thì tạm thời mình sẽ nung cái này trước đi. Và coi nào. Làm mai lần như là mình được mổ sắt lưu ly á, nên cần phải thay đổi thường xuyên. Và cái flipper mà mình loot ở tập trước ra thì nó có công dụng giống như là một cái chân vịt vậy đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ đeo vô và xuống nước nè. Đó, mình sẽ di chuyển nhanh hơn trên mặt nước rất rất nhiều. Nếu mà không có thì mình sẽ đi cực kỳ chậm luôn. Đó, đi chậm là đúng không? Nhưng mà đeo vô một cái lội dù luôn, quá dữ. Nhưng mà giờ mình đi nước nông được thôi, chứ mình mà xuống chỗ nước sâu sâu khoảng 2 ô á là chết ngạt như chơi á. Chẳng hạn như đây đi đúng không? Mình sẽ ví dụ nha, để coi chức năng dịch chuyển có ổn không. Ok, ở đây có cái ngôi làng một xíu, mình sẽ dịch chuyển là điểm ngôi làng để đỡ chết nha. Rồi nè, bụp. Nó, các bạn thấy gì chưa? Mình đang bị chóng mặt các kiểu nè, vì mình ăn trát quỷ á, nên không có xuống nước sâu được á. Giờ thì dịch chuyển về điểm này. Đó. Các bạn thấy đáng sợ chưa? Tốt nhất là không nên xuống mấy chỗ nước sâu, nếu không thôi là chết queo á. Mình lỡ ăn cái trái Chiyu no Mi rồi, mà cái trái này thì nó cực kỳ phế đối với mình luôn. Không có giúp mình được cái gì hết trơn á. Bên đây thì đã nung xong tin rồi nè. Redstone thì đang nung ra, tạm thời mình sẽ cắt vô rương nhá. Và trong thời gian giữa hai tập, lúc mình đi vòng vòng ngôi làng chơi á, mình có phát hiện bên đây còn có một cái nhà nữa nè. Và cái nhà này thì nó sẽ chứa những cái đồ của cái mod Tinker á. Có mấy cái bàn stencil table gì nè. Rồi cái này là Park Builder. Cái này là Button Chat. Rồi cái này là Tool Station. Còn cái này là như là Crafting Station nè, nó có đồ sẵn trong này luôn á. Nhưng mà mình chưa có biết dùng á các bạn ơi, nên tạm thời mình sẽ sắp xếp nó lại một cái rồi nhét vô một chỗ cho nó tiện nha. Đây mình sẽ nhét, ấy, ủa không có nhét vô được hả? Ủa cái này nhét qua rừng này đi. Nè trong này nó còn quá trời đồ nè. Mình chưa biết ghép sao á, nên tạm thời cứ để nguyên nó đi. Rồi khi nào mà mình kiểu như có một xíu thông tin về cái mod này á, thì mình sẽ bắt đầu chế tạo nhá. Cái này kiểu như là nó chế tạo công cụ theo cách truyền thống á, là ghép từng món lại với nhau để tạo thành một món vũ khí hoặc là công cụ. Rất là rườm rà, nhưng mà được cái là nó có thể nâng cấp lâu dài. Và hiện tại thì mình đang có trồng một ít cái cây gỗ vân sam nè, để có cái mà mình thu hoạch đó. Rồi khi nào mà mình có nhiều gỗ một xíu đi, rồi mình sẽ tự xây cho mình một cái con thuyền, rồi sau đó lái ra ngoài biển để đánh mấy cái tên hải quân cũng như là hải tặc khác nhá. Rồi bây giờ thì mình đang chặt cái cây này, hình như ui cây rìu mình nó cùi quá hay sao á. Mình chặt cái buổi trời không thấy nó gãy gì trơn. Để mình vô nhà mình nâng cấp dụng cụ cũng như áo giáp lên một xíu đi. Mình có nhiều kim cương mà, nên không có sợ đâu. Đầu tiên thì chắc mình sẽ làm trước cho mình một bộ giáp kim cương nhá, cho nó xịn sò hẳn. Cái quần nè, và cuối cùng là một cái đôi ủng. Kế đến á, thì mình sẽ chế tạo cho mình một cây cúp bằng kim cương, để có gì mình còn đào được những cái khối hắc diệm thạch nữa chứ. Vì mình cũng định là xuống địa ngục trong thời gian gần thôi á. Rồi làm một cây cúp kim cương luôn nhá. Kế đến nữa là một cái cây kiếm thì chắc mình không cần đâu, một cây rìu kim cương đi, để mình chặt mấy cái gỗ nhanh hơn nè, cũng như là đột nhập vào tàu hải quân nó nhanh hơn á. Chứ mấy cây rìu mà dởm chặt mấy cái ván gỗ của thuyền tàu hải quân nó rất là lâu luôn. Rồi giờ thì thử chặt cái cây này lại coi có được không. Nè, bây giờ đã chặt nhanh hơn rồi nè. Giờ thì mình sẽ cố gắng chặt ngã cái cây này để lấy hết cái số gỗ này nha các bạn. Nó, vậy là xong rồi, trời ơi. Gỗ rơi xuống quá trời luôn kìa. Giờ thì nhặt vô và trồng lại mấy cái mầm cây thôi. 12 mầm mình sẽ trồng ở đây một cây. Góc này thêm một cây nữa cho nó nhiều hẳn đi, để sau này còn có cái mà thu hoạch.
phía xa này một cây nữa. Nó từ 4 mầm thì bây giờ mình đã có tới 12 mầm và trồng được 3 ụ luôn. Quá dữ quá dữ. Và chắc bây giờ mình sẽ ăn chay đi. Có bánh mì quá trời nè, tranh thủ ăn chay. Ở đây còn lúa đó, nên mình sẽ trèo lên và thu hoạch luôn nhá. Hạn chế ăn thịt lại các bạn ơi, mình đâu có chăn nuôi gì đâu. Ăn thịt hoài là ghét là mình hết thịt để ăn luôn á. Rồi thu hoạch cái này nữa, rồi sau đó trồng lại nhá. Mình chỉ thu hoạch lúa này cũng như là khoai tây thôi, chứ cà rốt thì mình dự định sẽ hạn chế thu hoạch á, vì cà rốt ăn hồi nó không có nhiều. Khoai tây thì mình còn có thể đun ra để ăn cho nó hồi nhiều thức ăn á, chứ cà rốt là hơi bị dởm luôn. Nè khoai tây cũng khá là nhiều nè, nhưng mà thôi đi, ăn bánh mì cũng tạm ổn rồi. Vô làm vài ổ bánh mì nữa coi. Đây, được 8 ổ nữa. Thoải mái mà ăn luôn. Rồi, cho vô rương này. Kế đến thì mình sẽ bắt đầu cái chuyến khám phá trong ngày hôm nay thôi. Trước khi ra ngoài biển khám phá thì mình sẽ đi về hướng bên này nè, vì mình vô tình phát hiện được một cái giống như là... Úi. Ý, chưa, từ từ. Các bạn có để ý thanh giáp mình không? Mình mặc full set đồ kim cương mà không full nổi giáp luôn. Ủa? Ủa gì kìa, cái ổn trong đây nó không có cổng giáp à? Đúng không? À, nó có nhưng mà nó cổng ít lắm. Kỳ vậy ta. Không hiểu luôn á, mặc cái ổn kim cương mà nó cổng ít xịu giáp mà. Trời ơi, kỳ thiệt luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ qua đây để khám phá cái tòa tháp này nha. Cái cung điện này chứ. Tại vì hôm qua mình chỉ mới ghé ngang nhà bà phù thủy rồi đi về, chứ chưa có qua cái cung điện để khám phá. Và trên vùng sa mạc á, thì có rất là nhiều mấy cái tên Enderman mà bị còng lưng nè. Mình không hiểu sao bị còng lưng nữa, nhưng mà cũng khá là thân thiện, không có đánh mình á, nên cũng không có lo lắng cho lắm. Rồi, giờ thì mình sẽ đột nhập vô trong thôi. Úi, đằng kia còn có một cái ngôi làng nữa kìa. Ồ, con này là mấy con gì nè? Iguana. Iguana là con gì vậy ta mà nhìn bé xíu dễ thương ghê luôn á. Rồi, giờ thì bắt đầu đột nhập. Ui. Ui, lúc mình đập lại gần thì nó sẽ tự động xuất hiện luôn, không cần phải đập spawner. Này, skeleton hơn, nó cầm kiếm cũng đỡ. Ui. Ui, nó uống thuốc hồi máu. À, mấy con này. Mình phải đánh nhanh không thôi nó hồi máu đó. Dám hồi máu. Chơi mà hồi máu nè. Chắc mình phải sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình quá. Rồi xuất hiện đi. Kỹ năng đặc biệt. Phục. Nó lướt 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 và chữa một cái. Ui. Không xi nhê hả? Không xi nhê thì sao? Ê. Kỹ năng này thì sao? Đó, mình dùng kiếm mình ha. Gạt thêm một cơn sóng á các bạn ơi. Một lần nữa nè. Thêm một lần nữa. Ui, mình sử dụng kỹ năng vậy mà cũng không xi nhê nữa luôn. Ui, ngoài này làm gì nhiều quá như vậy? Ui, zombie cửa gà. Này thì zombie cửa gà nè. Trời cũng tối ồm luôn rồi. Ui. Ui, Ender Guardian nè. Kiểu như là hiệp sĩ. Hiệp sĩ Ender á. Dùng kỹ năng một cái nè. Các người có chịu thua không? Bắn ra luồng sóng nè. Ui, vẫn không xi nhê. À, đang uống thuốc. Uống thuốc hồi máu. Uống thuốc hồi máu nè. Mình gán dọn hết mấy cái spawner bên ngoài đi. À, thì ra là cái mấy bác dân làng Ender này đang bảo vệ làng các bạn ơi. Thảo nào cầm cung cái kiểu ra đánh. Ủa nhưng mà mình có đánh trúng không? Mình quá không sao. Không có trúng. Có gì một xíu thì mình sẽ chữa thương cho mấy bác dân làng nào bị thương nhá. Vì hiện tại mình đang ăn cái trái quỷ Chiyu á, nên có kỹ năng hồi phục rất là xịn luôn. Và giờ đang ban đêm nên thôi. Chắc mình sẽ về nhà ngủ một giấc đi. Và trước khi về thì mình sẽ lưu ở đây là cung điện nè. Đó, để một xíu mình dịch chuyển qua đây cho nó dễ nha. Rồi giờ về nhà, mình sẽ ngủ một giấc rồi sáng thức dậy trở lại đó để tiếp tục đánh chiếm thôi. Rồi mình đã trở lại rồi đây. Mấy hay là mình dùng kỹ năng hồi máu ta? Được á. Đây mình sẽ sử dụng năng lực của trái Chiyu nha. Hồi máu nè. Ý. Hồi máu nè. Đó, đang hồi máu từ từ nè các bạn. Đó, mình sẽ hỗ trợ mấy cái bé dân làng từ Palen này nhá. Rồi, cùng nhau đánh bại những con zombie. Ấy dù. Ui, cùng bắn chúng mình nữa. Đồng minh như vậy thì toan rồi, chơi mà. Bắn chúng bồ rồi. Đó, kết hợp với nhau nha mấy bác dân làng Palen. Ở đây có spawner, mình sẽ đạp ra một cái nè. Ở dưới là... À, cái khối hát diệm tạch. Trong này còn spawner không? Có vẻ hết spawner rồi đó. Và cái rương này sẽ có một ít sắt, vàng và than thôi. Ngoài ra đây còn một con. Mình sẽ đánh bại nó luôn.
Có bác nào bị thương không? Để mình dùng năng lực trái chi du một lần nữa để giúp dân làng nhá. Năng lực trái chi du. Nó đang hồi máu từ từ nè. Mấy bác nào bị thương là sẽ từ từ hồi phục vết thương lại á. Đó, như vậy thì không sợ bác nào hy sinh đâu. Rồi giờ thì mình sẽ đi lên trên tầng 2 trước khi đi xuống tầng dưới nha. Tại vì cái này nó có tầng dưới nữa các bạn ơi. Rồi, đồ thì nó cũng khá là nhiều rồi. Chắc sắp chút xíu nữa chắc mình phải chế tạo thêm cái bé rương á, để mình mang theo khi đi khám phá thì nó mới tiện lợi được. Đồ coi, trong này có đuốc nè, có bánh để ăn, có coca bin nữa hả, cacao, mấy cái hạt cacao á. Ok, không lấy cacao đâu. Dám bắn mình ấy, nhầm skill kỳ, skill này mới đúng. Skill này thì sao? Và một hit nữa, ui bệnh rác luôn. Kỹ năng thứ dữ có khác, kỹ năng chém xa, và một lần chém xa nữa. Rầm, ui quá dữ quá dữ. Ui cái trái chi du này á, mình thấy có một cái điều thiệt thòi là mình bị găm mũi tên tùm lum hết trơn mà mình không tự hồi máu cho mình nữa. Buồn thiệt luôn á chứ. Kìa. Đồng minh nó đang bắn nhau. Mình sẽ tranh thủ lợi dụng thời cơ. Ai trốn thuốc. Đánh nhanh không cho nó hồi máu. Đánh nhanh không cho hồi máu nè. Ui, mấy con này nó có uống thuốc hồi máu nên nó hồi máu ghê lắm luôn á. Rương này thì có một cái thẻ tên. Rồi tạm thời thì tầng trên này cũng khá là yên tĩnh rồi đó. Nó bớt ồn hơn hồi nãy lên quá trời sờm luôn. Rồi cho ui, vẫn còn nè. Ây da. Mình sẽ sắp xếp lại. Quýnh một cái rồi đóng cửa. Ui, nó tự mở cửa luôn hả? Hảo nào mình cứ đóng cửa xong nó tự mở cửa. Lướt một cái, chém một cái và chặt một cái. Ui, combo liên tục như vậy thì mới hạ được. Lướt tới, hòa chặt liên tục. Cái này nó rất là hay khi mình có thể kết hợp vừa kỹ năng đánh thường và những cái tuyệt kỹ khi sử dụng kiếm như là lướt nè, quăng kiếm nè và sóng kiếm. Rất là xịn luôn nha. Và trong này còn một cái rương cuối và nó sẽ cho mình 3 cái viên emerald. Như vậy thì tầng trên của tòa tháp cũng đã được mình dọn dẹp xong rồi. Giờ thì chắc mình sẽ ăn một miếng để cho nó hồi phục lại nha. Ui chết rồi. Mình nói mình ăn chay mà nãy giờ mình cạo quá trời thịt cừu luôn á. Ăn chay này không biết chừng nào mới thành tiên được nữa. Ui nhưng mà như này làm gì đông vậy? Không được. Sóng kiếm. Cái này mình phải tấn công từ xa thôi các bạn ơi. Tấn công tầm gần chắc mình thiệt thòi lắm luôn ấy. Tấn công tầm xa nè. Một lần tấn công tầm xa nữa. Và ui không biết. Mình bật khói này không biết có được gì không ta? Cái skill tạo khói này không biết có công dụng gì nữa. Nhưng mà tạm thời mình thấy có 3 skill đầu là thấy tiện lại á. Rồi giờ thì mở rương thôi. Cầm rương. Ê. Bắn lén. Bắn lén nè. Tấn công tầm xa, lấy thức ăn thôi, để một xíu mang về nấu ra. Rồi tiếp tục. Bắn lén hả? cho các người nổ tung luôn. Và một lần nữa nè. Ý, nó đang hồi máu. Không cho nó hồi máu. Không cho các người hồi máu. Sống kiếm liên tục liền. Hồi máu hả? Ai cho các người hồi máu? Lướt tới luôn. Mình có tuyệt chiêu lướt khá là xịn đó các bạn ơi. Dùng để chạy cũng khá là tốt á. Ui, ở đây có bác Ender Guardian nè. Ở đây bảo vệ luôn á. Và chủ yếu trong gương này thì nó chỉ chứa đồ ăn thôi. Chắc mình sẽ vứt bớt cái gì đi ta. Trong này thì loot bag mình có thể ghép lại được á, nhưng mà hiện tại mình chưa có đủ để ghép lại với nhau. Mình sẽ vứt bớt cây sẻn đi, vứt bớt cây rìu bằng đá để lấy thức ăn. Rồi tạm thời mình sẽ sắp xếp lại một cái và đi xuống tầng cuối cùng thôi nào. Ui, tầng cuối nó có đồ kim cương đó các bạn ơi. Không biết mình có quýnh lại không nữa. Chắc mình sẽ vứt bớt bánh quy luôn đi, tại vì bánh quy ăn nó hồi không có nhiều. Rồi, chuẩn bị đồ ăn để một xíu còn hồi phục vết thương nè. Rồi giờ thì mình sẽ ở trên rỉa máu nó trước nha. Sống kiếm một cái. Một lần sống kiếm nữa và lướt xuống thôi. Lướt xuống. Ây da. Cầm đuốc lên để cho sáng sủa cho các bạn dễ dàng quan sát hơn nha. Không biết mình có thể đánh lại mấy con này không nữa. Ui hình như nó còn hồi máu cho nhau nữa kìa. Nó không có năng lực trái chi du nhưng mà nó có cái gậy hồi máu. Ui chết đông dữ vậy. Đồng thì đồng, mình sẽ tấn công hội đồng. Ui nó lại búp máu cho nhau. Búp máu. Lướt ngang nè.
bứt máu đi. Ây da, ây da. Ui, nó đông quá à. Trời ơi, không biết mình chết gì. À hên, mình chết thì là không có mất cái Doriki các bạn ơi. Vẫn không sao, vẫn không sao. Giờ thì trở lại đó và trả thù thôi. Các người dám đánh bại ta. Dám đánh bại mình. Dám đánh bại mình. Mình mà có trái năng lực trái ác quỷ nào mà ha, có thể tấn công được thì mấy con này nó chết với mình cho coi. Tại trái ác quỷ của mình nó hơi vô dụng trong việc chiến đấu á, nên cũng không cảm. Sirasis. Hình như cái con này là con chùm trong khu này hay sao nè. Mình quýnh cái nó rơi ra bóng chắc nhờn. À, hình như vậy đó. Còn đàn em của nó hình như chết hết rồi. Ui kỳ á. Để mình ăn miếng này để mình hồi máu coi. Rồi sau đó tiếp tục sử dụng lạng lướt nè. Sóng kiếm. Một lần sóng kiếm nữa. Ui sóng kiếm hộp rồi các bạn ơi. Lướt vô người nè. Ui không được không được. Con này chắc mình chỉ tấn công tầm xa thôi, chứ mình lướt vô nó là mình đánh không có lại nó. Nó đánh mình một hit rất là đau luôn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng sóng kiếm liên tục. Nó dùng kiếm chém luôn một lần nữa nè. Ây da, mà không biết quýnh như nào mới chết đây nữa. Nó tới, nó còn tới 100 mấy máu lần. Creeper đi ra chỗ khác. Creeper định làm gì ở đây? Định làm gì ở đây hả? Ây da. Ôi sao nó đánh phát nào là thốn phát đó vậy ta? Đánh phát nào là thốn phát đó hả? Còn 136 máu nữa. một con boss bình thường trong đây thôi mà mình đánh cũng không lại nữa. Ui vậy mấy con boss cấp cao sao làm sao mình có thể đánh lại đây? Không xi nhê. Mình dùng kỹ năng của mình nhưng mà không xi nhê đối với nó luôn á. Ăn miếng này để hồi máu coi. Rồi tiếp tục dùng kỹ năng thôi chứ biết sao giờ. Ê từ. Dùng cây kiếm mình đâu, cắm cây đuốc lên trước đi rồi tìm cây kiếm sao. Cây kiếm số mấy? Kiếm số 1 hả? Ủa sao mình... À đây, kiếm đây. hơi rối đội hình một xíu. Gặp con boss thứ dữ nên cũng hơi rối. Rồi, giờ thì bình tĩnh lại rồi. Ta sẽ tiếp tục tấn công người. Mình không tin là với sức công phá giữa kỹ năng và tuyệt kỹ sóng kiếm của mình vẫn không đánh lại nữa hả? Ây da, ui, không đánh lại thiệt. Nó mạnh quá. À, lấy được cái loot bag legendary rồi. Rồi, tiếp tục đánh người thôi. Nó còn có 70 máu thôi các bạn ơi. Cố lên một xíu nữa thì mình có thể đánh bại được nó rồi. Kiên trì một xíu đi. Và còn hai cái rương đang chờ đón mình nữa. Mình nhất định phải đánh bại nó để lấy đồ. Người phải chịu thua ta. Chắc mình phải nâng cấp kiếm lên sớm quá à. Chứ kiếm mình đánh kêu xi nhê con boss này cho lắm á. Không xi nhê hả? Còn 20 máu cuối cùng. Ủa nó đang hồi máu lại. Đánh lẹ không cho nó hồi máu. Không cho người hồi máu. Ui kìa nó hồi máu kìa. Ui mười mấy máu cuối cùng thôi. Nó đang chịu hồi đệ tử ra để đỡ đam giùm. Ai cho hồi máu? Trời cô máu như ngươi luôn. Nó còn 20 máu thôi. Ui nó biết chạy trốn đi hồi máu kìa. Con này nó thông minh thiệt á. Kêu đàn em nó ra. Ây. Ui mình dùng nhầm tuyệt kỹ rồi. Mình lướt lại một cái. Nó quýnh mình chết queo luôn á. Hơi mệt mỏi với con boss này nha. Không biết nãy giờ nó hồi nhiêu máu rồi. À vẫn 23 máu thôi. Hồi máu cừu bắp nè. Quýnh sắp lá cả. Ui hồi ghê vậy. Vũ khí mình không có kích liễu nó nổi. Chỉ đánh cho nó hấp máu thôi à. Ui coi kìa. Ây da. À con boss này. Mình mặc đồ kim cương rồi đó nha. Mà còn quýnh không xi nhê con boss này á. Kỹ năng thì mình dùng liên tục mà vẫn không đánh bại được nó. À nó đang lùi lại để nó hồi máu. Mình sẽ dồn nó vô góc luôn. Hồi máu với tụi. Hồi máu đưa đi. Hồi máu nữa. Ai cho người hồi máu. Và những hit cuối cùng. Ê nó hồi lên 40 máu rồi. Ôi con boss này khó chơi vậy ta. Nó mặc đồ xì la mình như giảm sát thương mình nhận vào hay sao ấy. Không cho người chạy. Không. Ôi nó hồi máu kìa. Mình quýnh bao nhiêu nó hồi bấy nhiêu luôn. Căng thẳng. Hồi máu nè. Ủa dưới cuộc dùng cái gì mới đánh bại được con boss này? Ấy da. Dịch chuyển lại lẹ. Không thôi nó lại hồi máu nữa đó. Ui nó có đàn em để đỡ đạp. Người có chịu thua không? Ui cái gì vậy? À thì ra nó mặc đồ của đại ca nó để nó quýnh mình. Ui mấy con này ghê thiệt á. Để bây giờ mình sẽ nhặt cái set đồ con boss nó rơi ra. Và một vài cái loot bag bên ngoài nữa. Ây da.
dám dám cà khịa mình, cà khịa mình, quýnh cho người banh xác luôn, dám cà khịa mình hả? Ui trong này nó còn giấu gương nữa nè các bạn ơi. Ui trái chị Du chỉ giúp người ta thôi mà mình bị quýnh sắp mặt luôn, không tự hồi máu được á. Có ghê luôn á. Giờ mình ý là mình đăng cấp đồ kim cương sớm rồi, mình còn không đánh lại mà còn boss 200 máu. Vậy là sắp tới phải tìm cách để nâng cấp vũ khí mạnh hơn rồi. Tấn công người nè, cho người banh xác. Ý, ủa sao bắn tôi? Ây da, ui ui ui, sao lại bắn nhau rồi? Ui trong này có kim cương các bạn ơi. Giàu to, giàu to. Để bây giờ mình nhặt trước mấy cái lướt bát cái đã. Rồi sau đó thì mình sẽ đem về cất trước nha. Ê, bắn nhau là, bắn tôi là tôi bắn lại đấy, tôi không đùa đâu đấy. Không có bắn nữa nha. Mình còn bút máu cho nhau mà sao lại bắn nhau rồi? Một cái ủng, mà ủng nó không tốt cho lắm. Trong đây mình có khá là nhiều lướt bát đúng không? Mình có... Ui! Đi đâu vậy? Trời ơi! Đi vô đây chỗ thuốc độc mình chứ. Ôi, chưa, để mình về nhà mình dọn dẹp đồ lại cái đã, rồi sau đó trở lại đây sau nha. Lưu ở đây một cái điểm đi. Rồi sau đó trở về nhà cái nè. Rồi giờ mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là ngủ một giấc trước khi trở lại đấy để lấy đồ mà mình tìm được nha các bạn. Mình đã trở lại rồi đây và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gom lại những món đồ xịn xịn trong này nhá. Đằng kia còn nguyên cái rương nữa kìa, để mình qua đấy đó mình lấy hết luôn. Ê. Đúng rồi, anh hiệp sĩ, giúp em đi, em lấy đồ cái đã. Có một cái cloud boost giúp mình tăng tốc độ chạy. Ui được nè. Ui nhảy cao nữa. Wow, có cái ủng mây xịn kia luôn á, quá dữ. Giờ mình sẽ cắt cái que để lấy emerald nhá. Như vậy là xong rồi, mình đã hoàn thành xong cái việc đánh chiếm cái tòa cung điện này rồi. Và giờ mình sẽ kiểm tra coi còn cái rương nào bỏ sót không nhá. Ở trong này không có rương. Vậy là chắc khu này đã clear rồi đó các bạn ơi. Và sắp tới nếu mà có thể á, mình có thể qua đây để sinh sống cũng được. Vì... Ý! Ủa thằng này vẫn còn nè. Úi! Thằng này vẫn còn quả vợt. Kim cương thì sao? Đồ kim cương mình cũng đơm luôn. Hồi máu. Hồi máu giống boss hả? Úi! Nó hồi phát đầy máu luôn kìa. Thì ra đó là lý do mà hồi nãy mình đánh hoài mà không chết con boss á. Nó uống một lần nó hồi tới đầy máu lận các bạn ơi. Một con như vậy thì nó hồi khoảng mười mấy 20 máu lận á. Hảo nào, mình quýnh chết 2-3 lần luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lên trên coi còn chỗ nào mình lấy đồ được không. Cái này thì lấy đồ rồi. Vậy là xong rồi đó. Giúp cho tòa cung điện này không còn một bóng dáng của những con zombie nữa. Ý, bác dân làng đi ra. Trời ơi, suýt nữa thì xài nguyên cái skill vô mặt bác dân làng rồi. Con này định quýnh mấy bác dân làng hả gì? Rồi, bà dân làng này thì đổi đồ gì nào? Không biết có bác nào đổi sách enchant xịn xịn không ta? Có cái rương nữa nè. Rương chứa thịt thôi. Nhà bác ở rèn làm gì mà bị lủng tùm lum vậy? Bà có rương không? Ui, một cái giáp ngựa kim cương. Mình có thể lấy về được một cái ủng kim cương nữa nè. Tốt vậy ta? Được á. Rồi, vào trong này thì có những cái kệ sách hả? Hiện tại thì mình cũng đang rất là cần sách để sắp tới mình sử dụng vào việc enchant á. Thế nên bây giờ thì mình sẽ vô đây để lấy một vài cái kệ sách mang về nhà phục vụ cho công việc sắp tới nha các bạn. Lượm về hết luôn, lượm nè. Ui có cái ủng may thích vậy, cái ủng này làm được không? Cái ủng này... Ui cái ủng làm không được rồi. Tiếc gì ta. Với cái ủng may đó mà làm được chắc mình sẽ ưu tiên chế tạo thường xuyên á, sử dụng cho nó tốt. Ui thằng này có bé này bị cháy nè. Ổn không vậy? À không. Em này đi ra lửa chứ không phải là bị cháy. Ấy gì? Ui sao quýnh mình? Không hiểu luôn á, tự đi ra lửa xong rồi tự mất máu xong quay quýnh mình chứ. Khó hiểu thiệt luôn. Mình để bây giờ mình kiếm cái gì mình ăn bổ bụng coi chứ giờ đói quá nó không còn hồi máu kịp nè. Xịn nha. Chắc em này từ từ mình sẽ từng phục sau. Bé ngựa đi ra lửa. Đó, mình sẽ lưu lại. Có gì quay lại đây để từng phục nha. Còn giờ thì chắc mình sẽ loại bỏ bớt một điểm này đi. Rồi dịch chuyển về nhà nha. Nãy giờ sau chuyến khám phá mình được rất là nhiều đồ luôn á các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ ưu tiên chế tạo trước một cái bé bét nha. Và bét đầu tiên đó chính là bét rương, giúp mình có thể chứa đồ giống như một cái ba lô vậy đó.
Rồi giờ thì mình sẽ cất đồ trước nè. Cất đồ vào trong này. Wow, nhìn lướt bát chưa? Và bé bé Trương nó coi công thức coi nào. Cái đó là như là bét chết đúng không? Ơ, không đúng à? Hay là chết? Nè, đúng rồi nè, có hai loại bét luôn nha. À, có bé Rương nhỏ và bé Rương bự luôn. Nhưng mà thôi, lỡ làm thì làm bé Rương bự luôn cho nó to hẳn. Và bé Rương bự thì có công thức chế tạo là kim cương, phôi vàng, rồi hạt vàng cũng như là ván gỗ thôi. Rất là rẻ luôn á các bạn ơi. À, coi nào, gỗ mình có rất là nhiều nè, hạt vàng cũng có nhiều, phôi vàng cũng có, và kim cương thì trong rương này. Ê, trên người có luôn. Vậy là mình đủ rồi, giờ chỉ đổi ra một ít cái ván gỗ nữa là xong. Và ấn theo công thức nhanh giống như vậy. Đó, vậy là mình đã có thể có được một bé bé đầu tiên. Và mở ra nè. Nó là một cái rương bự mà mình có thể mang theo thoải mái luôn nhá. Giờ thì cho mấy cái món đồ linh tan tinh vô trong cho nó đỡ chón chỗ nào. Đó, vậy là xong rồi. Và hình như cái này mình còn có thể chế tạo được nhiều hơn nữa cơ. Món ăn ưa thích của em này là những cái wood. Ủa, cái wood này là ván gỗ hay là thân gỗ ta? Nó chỉ để là gỗ thôi các bạn ơi, chắc mình nghĩ là ăn ván gỗ á. Để giờ mình sẽ đổi ra nhiều nhiều ván gỗ để bên ngoài sẵn nha. Để khi nào mà em bé của mình đói á, còn có cái mà ăn. À, tạm thời là như vậy đi. Kế tiếp á, thì mình sẽ chế tạo thêm một bé bé nữa. Đó chính là house bé á. Đây, bé nhà. Đây, bé nhà nè. Công thức thì cần cái hạt ender cũng như là kim cương và cái phôi vàng thôi. Giờ thì mình sẽ cho vô đây nè, ẩn theo công thức nhanh. Ý. À, thiếu cái hạt ender, đúng rồi. Và mình sẽ ấn theo công thức nhanh nha. Ủa? Còn thiếu cái gì à? À, thiếu vàng. Mình thiếu một cái phôi vàng á, để giờ mình sẽ lấy một cái phôi vàng ra. Rồi, ấn theo công thức nhanh lần thứ hai. Ủa, lần ba nè. Đó, lần này thì mới được. Và cái này thì rất là hay nhá. Giống như là cái chức năng dịch chuyển của bản đồ. Vì mình không muốn phụ thuộc nhiều quá vào cái bản đồ á, nên mới dùng mấy bé bét này thôi. Và mình chỉ cần ngồi xuống và giữ chuột phải. Nó nghe tiếng bấm chuông không, là nó đã đặt cái điểm nhà mình ở đây rồi. Và ví dụ như mình lỡ chân á, nhảy xuống tẩm đó, mình nhảy xuống đây mà mình không có cách nào để đi lên, chỉ cần ẩn một cái là về nhà. Không sợ bị chết đuối nữa nha các bạn. Tại vì mình dự trù trường hợp á, đi đánh hải quân mà mấy anh hải quân bắn mình lọt xuống biển thì sao, đúng không? Biết đâu được. Nên mình phải thủ sẵn một bé bé như vậy để có gì dịch chuyển về nhà. Và giờ thì chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại, vì nãy giờ đi khám phá đồ đạc trong rương mình nó bừa bộn hết trơn à, chưa có dọn dẹp lại được á các bạn ơi. Trong lúc dọn dẹp đồ thì mình vô tình phát hiện hồi nãy mình có nhặt được một cái spider hook nè. Để giờ mình sẽ test thử nha. Ui đã vậy. Để coi nào, cái này công dụng của nó là sao đây. Mình có thể đu lại được không? Không biết rõ nữa, để thử coi nào. Nó phóng cái tơ nhện nè. Ý, chưa. À, mình có thể đánh đu được luôn nè. Ui đã nha. À, thì ra cái công dụng của nó là như vậy. Mình có thể phóng tơ nhện giống như Spider-Man vậy đó. Phóng lên đây một cái nè. Đu qua thôi. Vậy là nhiều khi mà mình sắp bị rơi xuống nước, mình có thể phóng cái này vô cái mạng tàu á, để tránh trường hợp bị rớt xuống nước quá sâu nha. Cũng được, cũng là một cái cách hay đó. Và giờ thì trời cũng đang tối, để mình vô trong mình ngủ trước đi. Rồi mình sẽ bắt đầu một cái chuyến khám phá ngoài đại dương trong ngày hôm nay. Và mình sẽ chế tạo sẵn khoảng 3-4 cái thuyền. Vì mỗi lần mình đâm vô tàu hải quân á, là cái con thuyền gỗ của mình nó bị vỡ, nó vụn hết trơn à. Rồi giờ thì đi ra ngoài thôi nào. Để coi hướng biển là hướng nào ta. Nếu mình nhớ không lầm á, thì hình như hướng biển là hướng bên này luôn nè. Sẵn tiện đây á, mình sẽ cố gắng đi tìm một cái tàu hải quân nào mà có chứa một cái trái ác quỷ trong đó, để ăn một trái mới thôi. Chứ cái trái hiện tại của mình nó không có phục vụ trong việc chiến đấu được á. Chiến đấu mà không xài được năng lực trái quỷ thì nó hơi khó chịu một xíu. Và hiện tại thì mình đã tiến tới vùng biển rồi. Giờ thì chỉ cần đặt cái con thuyền xuống thôi. Đặt con thuyền xuống nè. Làm một miếng bánh mì đi. Rồi, đi lên thuyền và lên khơi. Ê, con gì đây? Hình như cá mập. Sát kìa, đúng rồi, cá mập. À, cà khịa cá nhẹ coi. Cá mập. Ui, không xin nhẹ luôn. Ui, mấy con cá mập này. Để mình xuống thuyền một cái mình. Ây. Chưa. Quên là mình không có xuống thuyền nữa.
Ui hên quá, hên quá. Ui bé bé này cứu mạng mình một lần rồi. Ôi, mình quên mất là mình không có xuống thuyền được, mình xuống nước một cái là bị mất hết năng lực rác quỷ, bị chóng mặt các kiểu luôn. Trời ơi, vậy mà cũng quên mất nữa. Phải cẩn thận hơn, vậy là phải ngồi lì trên thuyền nha các bạn, không được xuống thuyền nha. Xít nữa là toang rồi. Rồi giờ mình sẽ lội bộ lại ra biển một lần nữa để lên đường tìm tàu hải quân nha, còn mấy con cá mập để dịp khác mình cà khịa cũng được. Ui, cái bãi biển này có nhiều cua dữ vậy, quá trời cua luôn nè. Cua trong đây làm được vũ khí các bạn ơi, nên chắc mình phải sẽ vào một vài con coi con này không rơi ra. Ui, king crab, cua hoàng đế nè. Ui cua hoàng đế mắc lắm luôn á. Được 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 được, farm cua hoàng đế. Hôm nay mình sẽ đãi các bạn món cua hoàng đế nhá. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải thịt con mấy con cua này trước đã. Dùng thì kỹ sống kiếm bằng bằng sống kiếm mà cũng không xi nhê mấy con cua hoàng đế này, nó khỏe quá. Khỏe thì cũng phải lên dĩa thôi, khỏe thì cũng phải lên dĩa thôi. Một con rồi, con này cũng lên dĩa luôn đi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, mình sắp lên dĩa với nó. Ui nó lì vậy ta, trời ơi trong đây con cua mà nó cũng quýnh chết queo mình được nữa, mình yếu quá à. Trong đây nhiều khi mình quýnh không lại mấy con này luôn á. Ủa sao mình nên nó đi spawn luôn rồi. Giỡn nhau hả à? Nó đi spawn rồi các bạn ơi, mấy con này nó dễ đi spawn quá à, buồn ghê luôn á. Thôi lỡ đi spawn thì thôi, mình sẽ tiếp tục đi nhá. Và hy vọng rằng phía trước mình sẽ có nhiều nhiều tàu hải quân để mình có thể đánh chiếm. Ủa đằng xa xa kia là cái gì ta? Ủa nó có cái gì gỗ kìa, hình như là một cái con thuyền vỡ thì phải á. Để mình qua đây mình kiểm tra thử cái đã, đúng không? Ý, cái gì vậy, cái gì vậy? Ui, đu lên, đu lên, đu lên, đu lên. Ủa cái gì nữa vậy? Ủa cái thuyền mình làm gì bị nát vụn rồi? Ấy các bạn có thấy không, cái con thuyền trong thuyền gỗ trong đây nó dởm lắm luôn á, mới đụng nhẹ vô cái cục cát thôi mà cũng bị vỡ nữa. Không biết gỗ của Vân Sam làm gì trong này, nó yếu gì không biết nữa. Để bây giờ mình sẽ lấy một ít cái gỗ ra để làm thêm thuyền nhá. Lần này mình làm hẳn nguyên một cái dàn thuyền ha, siêu bự luôn đi. Đây mình làm một lần là 8 chiếc. Nó lần này xài thỏi con gà mái luôn. Bây giờ tốn hết mấy cái ender nugget rồi, uổng ghê luôn á. Rồi dịch chuyển lên đằng kia nữa nè. Ui, mình cũng chưa quen với cái việc mỗi lần xuống nước là sẽ bị chìm ngủm như vậy á. Nên nhiều khi nó cứ nhìn nó cứ tếu tếu sao ấy. Rồi lần này mình không tin là bị chìm nữa nè. Rồi đặt thuyền xuống, đi lại thôi. Tốt nhất á, là mình không nên đụng vào bất cứ một cái gì luôn, một block nhỏ cái nào nhỏ cũng không được đụng nha, nếu không thôi là sẽ bị chìm á. Rồi và tiến xa hơn ra biển coi. Hy vọng đây là một cái vùng biển rộng lớn để mình có thể dễ dàng khám phá nhá. Chứ vùng biển hoặc là cái hồ nhỏ là to á, không có gặp được tàu hải quân đâu. Ủa thiệt hả? Ở dưới còn có cái gì nữa kìa, chỗ đá gì kìa. Và có vẻ cái này là một cái hồ thôi chứ nó không phải là cái biển các bạn ơi. Mình cứ lầm tưởng mình đang ở một cái vùng biển chứ. Buồn thiệt sự luôn á. Ui nhưng mà hướng bên đây là biển nè, cái điểm màu tím. Chưa 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 chưa, để mình lại sát vô đây. Đó, lần này thì he hết sợ rồi. Ui mới đụng xuống nước thôi mà nó đã bị chóng mặt rồi kìa. Mình chẳng lẽ mình dở đến vậy ta. Không được đụng vô nước luôn á. Đây lần này, ui lần này có cá voi. Để mình ra biển thử coi. Lần này thì như thế nào ta? Ồ, vùng biển này nhiều cá voi vậy. Quá trời cá voi ngoài biển luôn kìa. Wow. Rồi đi xa hơn coi nào. Ui có cá mập, thôi 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 né né ra. Nhiều khi cá mập nó cắn mình chết queo á, cá mập săn người dữ lắm luôn ấy. Ý. Ui đằng này còn có quái vật gì nữa kìa. Ghê vậy, nhìn nó ghê lắm luôn á. Thôi cái gì mà mình chưa biết thì nên tốt nhất né né ra đi, lỡ nó quýnh mình không sao mà lủng cái thuyền mình là mình chìm ngủm như hồi nãy rồi lại phí một cái Ender Nugget nữa. Rồi mình đang tiến xa hơn ra biển nè, nhưng mà sao mình không thấy cái tàu hải quân nữa hết trơn rồi ta? Ủa? Ủa kỳ vậy, không thấy một cái tàu hải quân luôn, mặc dù đây là một vùng biển cực kỳ bự. Ủa 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 ủa
Ủa giỡn nhau hả? Cho cái tải quân để đánh chiếm coi. Đúng buồn luôn á. Giờ tới một cái khu rừng thấy sao rồi kìa, mà vẫn chưa gặp được tàu hải quân. Ây rồi, xong rồi. Như vậy thì khó lòng mà có thể tìm thêm trái quỷ á. Vì đặc thù trong này á, mình có chỉ có... Ê đây đây đây, mình chỉ có thể tìm được tàu... Ủa trái quỷ từ những con tàu thôi. Và đây là một cái tàu cướp biển cạnh một cái tàu hải quân. Ở tập trước thì mình đã đánh tàu hải quân rồi, hôm nay thử đột nhập tàu cướp biển xem như thế nào. Được 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 đó nha. Ví dụ đột nhập tàu cướp biển chính thức bắt đầu. Ê cái gì vậy? Cái gì? Cái gì á? Cái gì á? Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Tự dưng mất quá trời luôn á. Ừ, mình cần phải đặt một cái phần sàn gỗ cho đàng hoàng một xíu để không thôi một hồi mình bị ý. Ủa sao em này em không cho ăn gỗ ta? Kỳ lạ thiệt á, nhưng mà giờ mình đang tìm cách để em chui vô trong các bạn ơi. Chắc chưa, chắc chưa, để mình còn biết mà nhảy lên nữa. Ây! Thất bại rồi. Sao giờ ta? Ôi chết rồi, bị chìm ngủm rồi, giờ chắc mình phải dịch chuyển về nhà thôi. Ui có năng lực trái quỷ, quỷ nó vướng véo ghê luôn á. Cứ mỗi lần đụng vô nước là bị chóng mặt buồn nôn mà. Mình cũng bất lực luôn, còn cái em bé này thì bị đói rồi. Ăn wood. Wood là cái... Để mình xem công thức wood coi. Wood là cái gì ta? Là gỗ mà, đúng không? Nó không có nói gỗ là loại gỗ gì hết trơn á. Mình cũng không biết cho ăn gỗ gì bây giờ. Mình chỉ có mỗi gỗ ăn sam thôi hả? Ok, bây giờ mình sẽ làm liền một lần nữa và tìm cách ha, leo lên cái tàu cướp biển nha các bạn. Giờ làm sao để leo lên mà không bị xuống nước ta? Khó ghê luôn á. Trời ơi, khổ ghê luôn. Không chèo thuyền được thì thôi, người ta bắt vào lóc ra chứ có gì đâu. Nãy giờ mình đổi ra một mớ cái ván gỗ bằng sao á, mình làm hẳn một cái con đường ra ngoài này luôn nè. Quyết tâm đột nhập cái thuyền cướp biển này cho bằng được mà. Rồi giờ thì mình đang tiến lại rất là gần rồi, đặt một vài ván nữa thôi là mình có thể chui qua rồi đó. Kế tiếp thì mình sẽ đào một cái con đường, mình sẽ đột nhập từ nơi thấp nhất của con tàu nhá. Đó, ở đây đột nhập cái gì là nó sẽ không có phát hiện được mình. Cắm nước lên cho các bạn dễ dàng quan sát hơn và làm một cái cầu thang để trèo lên trên thôi. Ui, mình nghe tiếng mở cửa của mấy tên cướp biển rồi đó. Ui, trong này là cái gì đây? À, mấy tên này nó xây còn bỏ trống khoang tàu nữa. Không hiểu luôn. Ý, gặp rồi, nó gặp mình rồi. Ui. Mở cửa gì, mở cửa hoài vậy? Ta vô tới nơi rồi, không dí lại quýnh đi. Chưa hay biết gì hết. Xong. Chặn đường rồi, nghỉ vô dành lại nha. Giờ thì mình sẽ mở gương. Có một cái thuyền belly, túi belly nè, một ít cái viên đạn. Ui, viên đạn có haki nữa nè. Ê. Ủa? Không, cái này là viên đạn đá biển chứ. Nhầm, viên đạn đá biển. Và hai cái rương. Một cái rương vàng và một cái rương bằng gỗ. Cái này là rương thức ăn thôi. Các ngươi đâu có vô được đây. Giờ chắc mình sẽ Đại chiến mấy tên cướp biển thôi. Cướp xong rồi phải đánh nhau nữa nó mới ngầu. Chưa, để mình sử dụng kỹ năng mới được. Kỹ năng đặc biệt và một kỹ năng nữa. Một tên đã lăn đùng ra chết rồi. À, còn xách kiếm. Xách kiếm cái hồ mình hả? Mình không có sợ đâu. Vô đây. Sống kiếm liên tục nè. Đỡ cái gì? Mấy tên này có súng giác ngay thắt lưng mà không lấy ra xài. Ý, ấy da, có một tên bắn kìa. Bắn hả, một hit một he lăn đụng chết queo luôn. Một hit nè. Ấy da, tên này có súng. Người ỷ có súng lăn hiếp mình hả? Ai cho ăn hiếp? Thuyền trưởng có cái người ở đâu? Kêu ra đây, mình muốn đại chiến với thuyền trưởng cơ. Rồi, giờ thì làm miếng bánh mì cho đỡ sợ coi. Ui, chết. Ây.
Ui trời ơi, ở trong đó nhiều hải tặc quá. Hơi hơi bị bất ngờ luôn á, mới mở cửa sập lên gặp 4 5 tên đứng chờ sẵn rồi sao chạy kịp. Để giờ mình sẽ dịch chuyển lại chỗ nãy nha. Trả thù, trả thù. Mang trả thù cực gắt. Ấy à. Ui lần này sao đông vậy? Ui mới đi có vài giây thôi mà giờ cả đàn cướp biển rồi. Cái kỹ năng của mình đó nó còn yếu quá. Mình không thể tiêu diệt một cả đám trong một skill được. Ui, ui không ổn, không ổn, không ổn. Ây da, ây da. Ây da. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào mấy anh hai. Mấy tên này gắt quá hả. Chơi quạo ghê luôn á. Mình mới đột nhập vô mà làm gì căng như vậy. Có vài cái rương thôi, lâu lâu cho người ta đi. Làm sao thì các ngươi cướp của tàu khác cũng được mà. Có gì đâu mà căng. Không biết trên này còn rương không nhờ. Mình coi coi. Chắc bên đây cũng cũng phải còn vài cái rương chứ đúng không? Tàu cướp biển mà chắc giàu lắm á. Chứ không chỉ đơn thuần là mấy cái rương nhỏ nhỏ nhoi đó đâu. Nhưng mà mấy tên này đừng cái em. Vừa vừa giàu mà vừa keo nhá. Mình vô mình. Ấy đây. Ui. Thuyền trưởng. Đó là một cái tên thuyền trưởng của con tàu cướp biển đó. Hay là bây giờ mình sẽ trở lại đó để khiêu chiến với tên ta hắn ta ta. Được đó nha. Khiêu chiến với thuyền trưởng luôn. Làm liều các bạn ơi. Mặc dù cái trái ác quỷ mình không có tác dụng với hắn nhưng mà mình sẽ chiến đấu tay không với hắn luôn. Đây, chuyển lại nè. Ấy á. Ui, ừ đúng rồi, quýnh đàn em các ngươi đi. Đâu thuyền trưởng đâu? Thuyền trưởng các ngươi đâu? Thuyền trưởng nè. Đùa. Đùa với mình hả? Ui, thuyền trưởng còn 4 máu thôi. Vào một hit cuối cùng. Xoay. Mình đã đơm luôn cái thuyền trưởng rồi các bạn ơi. Tưởng thế nào, dăm ba thuyền trưởng và được một cái ủng của hải tặc nè. Với cái ủng hải tặc kỳ ấy. Ui, ủng hải tặc dởm lắm. Nên thôi, mình không có mang đâu. Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Ui, và đây một con tàu hải tặc nè. Sắp tới á, mình dự định là sẽ chiếm đóng một cái tàu hải tặc để làm của riêng á. Chứ giờ mình đâu có con tàu nào để đi khám phá đâu. Phải chèo xuồng mà chèo xuồng lần nào cũng lọt xuống sông ha, chết queo hết trơn á. Nên cần phải tìm cách để chiếm đóng một cái con tàu nào bự bự và đẹp đẹp xíu mới được. Rồi tạm thời thì chắc mình sẽ trở về nhà sau khi giành được những cái món đồ từ trong cái con tàu cướp biển này thôi các bạn ơi. Và cái con tàu hải quân bên này nè. Cũng nhờ ở bên này, từ từ mình sẽ đánh hết, các bạn cứ yên tâm. Còn giờ thì mình sẽ remove bớt một điểm đi. Remove cái điểm này. Và trở về nhà thôi, trở về ngôi làng của mình. Giờ thì mình sẽ bắt đầu dọn dẹp đồ và chuẩn bị mở những cái rương chứa mấy món đồ kho báu bên trong nha các bạn. Trước khi bắt đầu mở rương á, thì mình sẽ lấy những cái loot bag trong này nè và bắt đầu ghép lại nhá. Trong này có một cái rất là hay á, là những cái loot bag thì mình có thể ghép nó lại với nhau giống như vậy nè. 4 cái common để tạo thành một cái uncommon. Ý. À, phải ghép nhanh mới được à. Hả? À, phải ghép tay hả? Trời ơi khó khăn với người ta vậy. Bắt buộc phải ghép tay nữa. Đây mình sẽ ghép được hai cái uncommon rồi và trong này cũng còn khá là nhiều những cái loot bag giống như vậy nè. Mà thôi đi, tạm thời thì mình sẽ mở trước những cái epic nhá. Sắp tới thì mình sẽ nâng cấp hết thành epic cũng như là legendary để mở ra cho nó đồ tốt tốt một xíu. Giờ thì bắt đầu mở thôi trước khi mở rương kho báu nhá. Và cái đầu tiên cho mình một cái trái tim màu đỏ. Và cái loot bag epic thứ hai cho mình những cái đùi gà nè. Và đĩa nhạc thì mình không cần á nên mình sẽ bước ra đây nhá. Và cái epic cuối cùng sẽ cho yên ngựa kim cương, ngọc ender, một thứ cực kỳ xịn và những cái đùi gà tiếp. Đĩa nhạc thì không cần đâu nên mình sẽ vứt. Và tới cái legendary nè. Cho kim cương luôn. Một cái wedding boots. Cái này mình nhặt rồi nhưng mà mình không biết dùng để làm gì nữa. Mình mặc vô thì thấy nó không có cộng giáp. Thêm một cái loot bag legendary coi. Cho đùi gà nữa. Vậy là chủ yếu cho mấy cái loot bag này á là nó sẽ cho mình đùi gà các bạn ơi. Nói chung thì cũng được đi. Còn Enderpearl thì mình sẽ đợi hết ra cái hạt Ender nhá để cho cái bé bét nhà mình ăn. Rồi giờ là một cái mà mình cực kỳ thích nè, đó chính là chế tạo một cái chìa khóa. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau mở rương kho báu coi coi bên trong sẽ có những cái gì nhá. Có chìa khóa rồi. Giờ mình sẽ mở trước hai cái luôn người ta. Mình có tới hai cái rương lận mà ngại gì mà không mở hết đúng không? Rồi giờ thì bắt đầu mở nè. Mở xịn trước hay là giỡn trước nha? Thôi chắc mới có đồ xịn mà mở luôn đồ xịn cần ngại gì. Và cái rương vàng.
Úi, ủa mất luôn rồi. Ủa kỳ vậy, mình mới mở cái rương vàng cái nó nó bị crash game luôn, cái mất tiêu cái rương vàng luôn rồi. Trời ơi buồn ghê. Thôi kệ, bây giờ mở thử cái gương gỗ nha, đừng có crash nữa nha trời. Nủ nủ gì hoài vậy? Mình có thù hằn với trái Chiyu Chiyu no Mi này hay sao á? Đã có cái gương vàng thôi tao mở nó bị crash game mà gương gỗ lại cho trái Chiyu nữa. Và như các bạn đã biết trong One Piece á, khi mà mình ăn hai trái hắc quỷ á thì mình sẽ bị ngẫm á, để bây giờ mình ai à, mình nói thay vì mình ăn mình sẽ để dành đấy nhờ, mình sưu tầm cũng được chứ bộ. Được được được, và trong One Piece á, một trái quỷ như vậy giá dao động nó rất là cao luôn. Một ngày nào đó biết đâu mình gặp một thương nhân mình bán rồi sao? Được chứ bộ. Rồi cất trái chị Du vô trong nha. Nhưng mà mình nói chung thì mình vẫn tiếc cái rương rương vàng cơ. Coi coi cái rương vàng này có không nhờ? À, box ở trong này thì cái rương vàng nó không có công thức chế tạo. Mình bắt buộc là phải nhặt rồi. Ai, buồn thiệt sự luôn. Thôi kệ, chưa biết sao giờ. Và như vậy trong ngày hôm nay á thì mình đã đánh chiếm được một cái con tàu hải tặc, nhặt được hai cái rương. Nhưng mà khi mình mở ra thì nó lại bà lại bị crash game và mất hết một cái rương vàng, và cái rương còn lại thì lại ra một trái chị Du mình đã ăn mất mất tiêu rồi á. Nhưng mà không sao, mình tin rằng những lần tới mình có thể tìm được những cái rương tiếp theo á, và hy vọng rằng khi mở nó sẽ không có bị crash game giống như hồi nãy nữa, và cố gắng tận dụng hết cái số loot bag mình đang có nè và số quán sản mình đang có để phục vụ vào công việc nâng cấp vũ khí bảo giáp nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.